mặt là núi Bài Thơ. Xung quanh khu làm rất đẹp. Bên trong là Vincom Plaza. Toàn bộ khu này rất là đẹp. Đấy, đây là đoàn đây, đại diện em Bông đây. Cả đoàn có mấy gia đình hôm nay đi Hạ Long để tham quan. Đây. Em Bông mẹ phấn khởi quá chạy tít mù. Nên mà người có tin được không? Sau 30 phút chiến đấu giờ nó chỉ còn một cái bãi như thế này thôi. Đấy. Chết quá hai mâm này. Ừ, đấy chỉ còn mỗi con cá dọn bể là cuối cùng đây. Đấy, còn tan nát rồi bạn nào và bỏ tan nát cuộc đời rồi đi. Chết giờ. Còn ngồi đấy mà cười. Nó no quá không dậy thì còn ngồi đấy mà cười. Ôi thế con cô của mình ai ăn rồi. Đấy, trong những cái gương mặt này ngồi lại cuối cùng thì biết rồi đấy này. Đấy. Này mà để cứ bảo là ăn ít thôi này. Ăn ít thôi này chết rồi. Nhé, hôm nay được đi biển để ăn. Dẫu cái con cá còn bé nó còn ngồi nó vừa đến mà trời. Ăn đi. Ăn đi. Cả đoàn bây giờ là tập trung vào. Bây giờ mình ăn nước ngọt chứ. Mát trời. Không nước mà không nước ngọt nữa. Ăn kem đã. Bây giờ là tao đây để xả láng cà phê và kem. Ăn đi, bỏ tay ra đi. Đi. Bỏ ra ăn đi. Ngon không? Ngon không Hoàng? Ngon. Ngon Đông Linh. À, dạ. Ngon quá. Ôi giời ơi, te tét này. Đâu rồi em Bông nào? Ngon không em Bông? Ngon. Em Bông ngon không? Ngon. Toàn khách VIP của Mãi Chí Linh này, đúng đây. Hello. Thế rồi. Xin chào các khách VIP của Chí Linh Hà Dương. Nha. Tôi đang phát trực tiếp ạ. Xin chào. Rồi.